Ok, hello, xin chào tất cả mọi người đang xem trên kênh YouTube của mình. Đây, như hôm bữa trước mình nói là hôm nay mình review cái con Volvo mình chạy á. Có một số bạn hay xem kênh hay thắc mắc về cái con xe này, không biết là đời bao nhiêu mà cái gập nó rất là thấp luôn. Đó, như mọi người đang thấy. Thì trước mắt thì mình sẽ nói là cái con Volvo này là đời 2011 nha. Bản này thì mình không biết là chắc theo suy nghĩ của mình là chắc là cái bản nội địa của Trung Quốc hay sao á, nên là cái gầm phía trước nó rất là thấp luôn đó, gầm phía dưới này rất là thấp so với cái xe Volvo bên kia thì nó thấp hơn nhiều. Đây, cùng quan sát thì gầm thấp thì nó dồn rất là đẹp đúng không mọi người, dồn thấy cái xe nó thấy nó sang hơn liền, dồn thấy nó to hơn, rất là to phải không. Con này là con Volvo 380 nha. Đấy, rất là đẹp đúng không? Thì như anh em xem cái kênh mình thì anh em đã biết là mình kéo cái móc kia là cái móc cơ giới, móc chuyên kéo quá khổ quá tải nha. Những cái xe mà kéo quá tải quá khổ thường thường họ hay sử dụng cái móc đó. Thì mình chỉ review sơ về tổng quan cái con xe thôi. Thì cái nội thất ở trên thì nó khá là dơ, bởi vì là mình bữa giờ mình ở trong chạy công trình đó, nó bụi lắm. Đèn này thì mới luôn, mới toàn luôn mọi người, rất là mới luôn này. Đấy, gầm này thì con xe này á là nó xài thắng đĩa. Đây, đằng trước là nó xài thắng đĩa luôn mọi người. Thì đó, đây là cái má thắng đĩa của nó này. Hơi tối nên mọi người cũng khó thấy. Đây, nó xài thắng đĩa nha. Xe mình thấy những cái dòng Volvo, thấy cái dòng nào nó xài thắng đĩa như con này ở trước là nó xài thắng đĩa luôn. Thì có một số bạn thì kêu mình review cái rơ móc nữa này. Con này là cầu dầu nha mọi người, kêu là cầu bè á. Mỗi địa phương người ta sử dụng mỗi cái khác nhau, kêu cầu dầu nó cũng hợp lý mà kêu cầu bè nó cũng hợp lý, nó nhiều kiểu lắm, có nhiều bạn thắc mắc và họ bình luận từ lưa hết. Đây là cái rơ móc cơ giới. Rơ móc này mà khi di chuyển ngoài quốc lộ là phải có giấy thông hành nha mọi người. Nói chung thì nếu mà không có thì công an cũng không hỏi lắm, nhưng mà đa số thì họ sẽ hỏi về cái vấn đề này. Hơi tối rồi. Đây, mọi người quan sát thì mình có cái cầu, cái này là cái cầu để chở, để leo những cái chiếc xe gì đó họ di chuyển để lên trên cái bệ này, di chuyển lên. Đây, cái cầu này sẽ để di chuyển lên. Thì có cái mọt này thì hình như là cái bệ rộng nó là 3,5 mét từ phía bên này đi qua bên phía này qua bên phía bên kia 3,5 mét. Rồi thấy khá là đồ sộ đúng không mọi người? Nó to kinh khủng luôn á. Thì cái móc này là chuyên kéo hàng quá khổ luôn á, quá khổ như những cái chiếc xe cẩu. Anh em thấy chiếc xe cẩu ở đằng trước cái này, chiếc cẩu đó, như chiếc xe cẩu đằng trước kia bỏ lên là chở vô tư luôn. Nhưng mà trước khi di chuyển phải xin giấy phép các kiểu rồi. Thì quay lại với cái đầu Volvo này, thì cái đầu Volvo này nó tương tự như những cái dòng khác thôi mọi người. Lên cabin nha, lên quay luôn cho rồi. Rồi đây. Đây là cái cabin hơi mình gương này mọi người, thì dồn thì nó cũng ok, thì có độ một cái đồng hồ hơi riêng ở trên này. Đó, cái kính kia là nó bị xước nha mọi người, nó bị kiểu như là hồi trước anh nó bị rớt cái gạt nước ra mà không biết á, cứ để gạt là nó còn cùi không á, nó cong nha này, cái nó quẹt 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 lên kính là nó xước như thế. Đó, quay sơ thôi,
Thì con Huvo này nó kiểu như giống những cái con có 420 luôn nha mọi người, 8 số lỡ luôn này. Đó, đơn giản thôi. Giờ là 1 2 3 4. Rồi mình gạt chiến tầng qua. Rồi gạt qua. Đó. 5 6 7 8. Đó, như thế thôi. Còn cái này thì gạt lên gạt xuống thì số lỡ thôi mọi người. Thì trước thì mình từng đi rất khá là nhiều cái dòng Movo rồi, nhưng mà cái dòng này thì đầu tiên mình đi cái dòng 380. Thôi xuống lại nha mọi người. Đi dòng 380 này thì hồi trước nó là con heo. Con xe này là trước là con heo điện. Con heo điện sau này người ta thay con heo cơ vô. Ta xài heo điện này, bét điện luôn. Heo cơ vô luôn. Giờ là người ta thay heo cơ vào. Đường khá là đẹp đúng không mọi người? Nói chung quay sơ về con xe này thôi. Ok, mà sau khi mà quay con Huvo này mọi người thì thấy khá là đẹp đúng không mọi người? Nói chung là dùng tổng quan ở bên ngoài thì nó khá là đẹp luôn. Oh, wow. Đó, rất là đẹp luôn. Thì chắc clip này mình quay sơ thế thôi. Thì con Huvo này trước giờ cũng quay khá là nhiều rồi. Thì nó tất cả nó đều giống nhau thôi. Nó khác nhau là ở cái chỗ khi gầm nó thấp đó. Ở cái gọi là cái gì ta? Gọi cái mặt nạ ở phía trước nó. Cái cản chứ, cái cản ở phía trước nó hơi xuống á. Dồn thấy nó khá là lạ mắt với mọi người thôi. Chứ còn mọi thứ thì nó rất là giống những con Huvo khác thôi. Thì thôi, chắc mình dừng clip tại đây nha. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo nha mọi người. Bye bye mọi người.